Xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp cuốn hồi ký Tôi đi làm tình báo của nữ đại tá tình báo anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Thị Vân. Chương 2, nhiệm vụ mới. Nghe tôi báo cáo xong, đồng chí Nguyễn Trọng Sĩ chăm chú nhìn tôi, vẻ như hơi ngỡ ngàng, sau đó tủm tỉm cười và tỏ lời khen. Chị làm việc như vậy là có nhiều kết quả đấy. Một lời khen rất chung thôi. Tôi biết thế nhưng cũng không phật ý, vì hẳn công việc còn phải bàn tiếp, chắc chắn sẽ đi vào từng phương pháp cụ thể, từng kế hoạch cụ thể. Đồng chí Sĩ nói tiếp. Bây giờ tôi nói để chị rõ về nhiệm vụ mới của chúng ta. Đồng chí Sĩ lướt qua nhìn quyển sổ tay mở trước mặt rồi chậm rãi nói lại cho tôi biết một số đặc điểm của tình hình và những nội dung chủ yếu trong Hiệp định Geneva. Cuối cùng, đồng chí mới chuyển sang nêu rõ nhiệm vụ. Như thế, tức là đất nước sẽ hình thành ra hai khu vực tập kết, lấy vị tuyến 17 làm ranh giới tạm thời. Tình hình diễn ra là phía Bắc sẽ được giải phóng hoàn toàn, nhưng từ vị tuyến 17 trở vào, chính quyền địch còn tồn tại trong một thời gian nữa. Cuộc chiến đấu của chúng ta sẽ tiếp tục diễn ra ở phía Nam giới tuyến tạm thời. Chính vì vậy mà đồng chí cần phải làm thế nào vận động được cơ sở vào Nam, rồi mình sẽ theo cơ sở mà đi vào. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ vô cùng nặng nề. Nói đến đây, đồng chí Sĩ ngừng lại, nhìn tôi, có ý thăm dò thái độ, lát sau mới nói tiếp. Dự kiến tình huống, nếu Mỹ không hất được Pháp thì năm 1956 sẽ có quan hệ bình thường Nam Bắc. Đồng chí đi khoảng 2 năm rồi về, nhưng nếu Mỹ hất được Pháp, hiệp định bị phá, thời gian sẽ đi lâu hơn, hàng chục năm chả kể được. Về tình huống thứ hai thì chính đồng chí đã nhận thấy rõ qua báo cáo của đồng chí vừa xong. Như vậy, nhiệm vụ mới sẽ đòi hỏi sự hy sinh vô cùng lớn lao đối với đồng chí. Ngừng một lát, đồng chí Sĩ nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi, đồng chí có ý kiến gì không? Nhiệm vụ mới thế là đã rõ rồi, tôi thầm nghĩ như vậy và thấy rằng không có gì làm cho tôi phải băn khoăn, kể cả thời gian đi xa lâu hay mau. Người đảng viên đã nguyện cống hiến trọn đời cho cách mạng, cho sự nghiệp giải phóng nhân dân thì đâu có tính toán chuyện đó. Tôi chỉ lo đến nơi lạ, thung lạ thổ, mình sẽ làm ăn ra sao đây? Với lại, có một điều tôi không dám nói với đồng chí Sĩ là tôi rất nhớ mẹ. Nếu tình hình diễn ra theo tình huống thứ hai thì liệu sau vài chục năm mới trở về, còn có thể gặp được mẹ nữa hay không? Mẹ tôi sinh tôi được 1 tháng 3 ngày thì bố tôi qua đời. Bà cụ phải nuôi tôi trong cảnh quá bụa, dằn lòng thờ chồng, nuôi con, giữ tròn tiết nghĩa. Khi tôi lớn lên, biết lo toan đỡ đần giúp mẹ thì lại đi lấy chồng, rồi lại luôn phải đi xa. Bây giờ, quê hương giải phóng rồi, lại vẫn đi xa. Đi xa biệt tăm hơi thế này thì cũng suy nghĩ nhiều bề lắm, biết rằng công việc quả là gấp rồi. Không còn cách nào tính chuyện nghỉ ngơi, thăm viếng được nữa, dù chỉ là đôi ba ngày, tôi đành chịu thất hiếu với mẹ vậy. Thật ra thì cũng chưa rõ điều gì để mẹ phải trách, chưa có điều gì để mẹ phải trách móc. Cả đến lần này, dẫu có phải đi xa biển biệt đi chăng nữa, tôi vẫn tin là mẹ tôi cũng sẽ hiểu tất cả và chỉ thương tôi thôi. Lần tản cư vào Thanh Hóa, mẹ tôi ốm, cuộc sống vất vả, phải đưa bà cụ về quê dựng lại ngôi nhà, mua sắm mọi thứ đồ ăn thức dùng đầy đủ, cấy trồng lại một ít hoa màu, cây trái, rồi tôi mới xin phép mẹ tiếp tục đi công tác. Mẹ tôi liền an ủi, như thế là con có hiếu rồi đấy, cứ yên tâm mà đi lo tròn phận sự. Sau này khi mẹ chết, con không về được cũng không sao cả. Mẹ chết rồi thì con cũng không cần phải cúng bái gì. Con hiếu thảo với mẹ ở cái lúc mẹ còn sống thế này là mẹ quý lắm. Chứ khi mẹ chết rồi, có mâm cao cỗ đầy bưng lên mẹ cũng chẳng ăn được. Cứ yên tâm mà đi. Lần này rồi mẹ tôi cũng hiểu cho tôi. Không, tôi trả lời đồng chí Sĩ, về nhiệm vụ được giao thì tôi không có gì phải phân vân cả. Chỉ có điều là rất có thể những cơ sở tốt mình đặt nhiều hy vọng thì họ lại không muốn đi. Trái lại, có rất đông gia đình muốn đi thì mình lại không tin cậy lắm. Đúng như vậy, nhưng tôi tin là đồng chí sẽ không bao giờ chịu bó tay đâu. Tôi xin hỏi một điều là, bỏ trong ấy, giả thử đường dây nối về Trung ương bị đứt thì tôi liên lạc thế nào? Vấn đề này đã tính cả rồi, chỉ ít lâu nữa, mạng lưới giao thông sẽ được răng ra từ Bắc Vĩ tuyến 17 nối với những địa điểm khác nhau bên trong đó.
ngoài này sẽ tìm mọi cách móc nối vào. Đồng chí cũng có trách nhiệm phải xoay sở móc nối ra. Một khi mọi đường liên lạc đều bị đứt, công tác bây giờ không còn giống như công tác phụ vận. Bây giờ, việc liên lạc với Trung ương và việc gây cơ sở khai thác tài liệu ví như hai cánh cửa của một con chim. Thiếu một cánh, con chim không bay được. Đứt liên lạc thì mọi kết quả khai thác trở nên vô nghĩa. Tôi đoán không sai, trở vào Hà Nội. Ngay ngày đầu tiên tôi đi giả lại một lượt các cơ sở, ướm hỏi từng người thì hầu như không ai muốn đi di cư cả. Người nào cũng nói, hòa bình đến nơi rồi, chúng tôi ở lại đón chính phủ mình về chứ đi đâu cho nó khổ. Cụ anh còn ví von, ở nhà chẳng muốn, lại muốn xuống bể cho Hà ăn chân. Ai dại như vậy bao giờ hả chị? Bao nhiêu công sức để có được người ở nha quân cụ, phòng tổng động viên đang trên đà thuận lợi như thế mà bây giờ chẳng nhẽ trắng tay. Thật tình tôi cũng chẳng dám trách ai cả. Người ta nghĩ như thế có phải là xấu đâu. Chỉ có cái công việc của mình đòi hỏi oai oăm như vậy, tôi liền nảy ra ý nghĩ gây dựng thêm các cơ sở mới nữa để chọn lựa. Không có một gia đình đáng tin cậy để cùng đi theo thì khó khăn không phải là ít. Chợt nhớ đến cô Phú ở phố Bollier, có chồng là Vũ Trọng Quyên đang học ở trường Võ Bị Thủ Đức. Tôi liền tìm đến thăm. Cậu Quyên là đời chồng thứ hai của cô Phú, người chồng cũ đã chết, để lại 4 đứa con, cháu Hà Đăng là lớn nhất. Trước đây, Vũ Trọng Quyên là cán bộ thanh niên, quê trực nội, Thái Bình. Do có khó khăn trắc trở trong quan hệ gia tộc, cậu ấy phải lánh vào Hà Nội. Phú nhờ Quyên trông nom dạy dỗ các con mình học hành. Quyên đem lòng yêu Phú, lấy nhau được ít lâu, Quyên bị động viên rồi đi học sĩ quan. Vì tình cảm có thể cô Phú sẽ vào với chồng, rồi qua cô ấy mình sẽ kéo cậu Quyên về phục vụ cho cách mạng. Tôi tính toán thế. Phú là một cô gái khá xinh đẹp, 30 tuổi nhưng lúc nào cũng chỉ như mới ngoài 20, lại được chồng chiều chuộng và có phần nể nữa. Lâu nay đến nhà cô Phú, tôi chỉ mới thăm hỏi chuyện gia đình riêng tư, cốt để lấy chỗ đi về mà thôi. Nguyên do quen biết nhau vì cô ấy là em gái anh Đặng Xuân Thiểu, hoạt động cùng với anh trai tôi trước đây. Ngôi nhà cô Phú đang ở là do Trung ương mua cho từ hồi khởi nghĩa để làm trạm liên lạc. Vừa thấy tôi vào tới cửa, cô Phú đã vồn vã nói ngay: từ nay chị lại đây ở luôn với em thôi. Đằng này phố Tây nó yên tĩnh, ít người dòm ngó, nhưng tôi lại muốn bàn với cô một việc khác hệ trọng hơn kia. Tôi ghé sát vào tai Phú nói nhỏ. Vừa mới nghe chưa hết câu, cô ta đã giãy nảy lên: em chịu thôi, đi có mà chết với anh Thiểu ấy. Sao lại chết? Không có công việc gì mà lại đi, chẳng hóa ra mình chỉ biết bám lấy chồng thôi à? Bị chúng nó động viên nên nhà em mới phải chịu, chứ ai lại đi lính cầm chúng cho giặc bao giờ. Em đang định nhờ ai kéo nhà em ra đây. Nghe Phú nói không có việc gì mà lại đi, đi có mà chết với anh Thiểu, tôi rất mừng. Như vậy là cô ấy muốn vào để được gần chồng, nhưng phải có nhiệm vụ thì mới đi, tôi liền nói. Nếu cô đi thì sẽ có nhiệm vụ, em không sợ gì cả, bắt bớ tù đầy không sợ, đời sống phải gian nan vất vả cũng không sợ, em chỉ lo tương lai rồi ra sao, và liệu chúng em có làm được việc gì không. Tôi lựa lời động viên: mình phải có lòng tin, công việc cách mạng thì có bao giờ dễ dàng đâu. Chính vì những yêu cầu phức tạp nên Nam Định quê ta giải phóng mà tôi lại vào Hà Nội này. Hà Nội sắp sửa giải phóng thì chị em mình lại chuẩn bị đi. Tương lai trong lòng tin của mỗi người. Mà cô chẳng đã tâm sự với tôi là hồi tìm hiểu nhau, cô giao hẹn với chú ấy rằng có trở lại hoạt động cho cách mạng thì mới lấy nhau được. Chú ấy đã hứa sẽ thực hiện điều mong muốn đó. Vậy thì bây giờ là thời cơ còn gì nữa. Nếu có nhiệm vụ thì em đi. Tôi nói sơ qua một số nét về công việc sẽ giao cho Phú và Quyên sau này. Cô ấy tỏ ra yên tâm. Tôi dặn thêm: cô viết thư ngay cho chú ấy đi. Cứ nói rằng đi cũng phân vân lắm, nhưng được các bác đồng ý nên mới dám quyết định sẽ đưa các con vào. Viết như vậy là chú ấy hiểu. Cứ nói rõ là tôi sẽ vào trong đó, bảo rằng chị Mỹ sẽ ở nhà mình. Dù sao em cũng phải về Thanh Hóa gặp mẹ em một cái đã. Em tin là mẹ em sẽ bằng lòng, nhưng không thể không cho mẹ em biết việc em đi. Thời gian lâu hay mau cũng chưa biết đến ngày nào. Không dặn cụ được một câu rồi ân hận suốt đời. Những điều cô Phú thổ lộ làm tôi chạy lòng, khuyến khích cô ấy về thăm bà cụ rồi động viên an ủi cô ấy, mà lòng thì nhớ mẹ quá chừng.
Mấy ngày sau đó, không khí Hà Nội càng náo động thêm. Bởi vậy, tôi càng lo, sốt ruột, gan làm sao nhanh chóng có thêm được cơ sở thuận tình với mình. Đỗ Khánh thì đã được bàn giao sang cho đồng chí khác nắm, bởi vì cơ sở này còn sử dụng lâu dài ở ngoài này. Ông nội ở Triệu Việt Vương không đi được vì cái Đông Phương Bắc Cổ Học Viện, nên ông ấy làm việc không chuyển đi. Cậu Tuyền hứa sẽ đi nhưng xin được học tiếp để thi nốt lấy cái bằng tú tài phần 2 ở Hải Phòng đã. Rốt cuộc lại ngoài cô Phú ra chỉ còn vợ chồng Khôi và Phúc, con gái và con rể ông Đinh Văn Nội ở 31 Triệu Việt Vương, nhân viên Đông Phương Bắc Cổ Học Viện. Cậu Phúc thì thuận rồi, cấp trên đã gửi thư khen khi Phúc hứa sẽ nhận mọi nhiệm vụ. Cái khó bây giờ là cô Khôi, vợ cậu ấy, lại đang bận con nhỏ, thằng bé mới được 7 tháng. Vấn đề không đơn giản chút nào. Cô Khôi có thể buộc Phúc đào ngũ về rồi vợ chồng ở lại luôn Hà Nội, sống hạnh phúc đầm ấm, rừng rộng chiếu êm, tự do sung sướng. Rõ ràng như vậy là phải lẽ nhất. Bây giờ ra đi nơi đất khách quê người, không khéo lo toan là khốn khổ ngay. Như vậy nếu không động viên tinh thần, sẵn sàng hy sinh vì cách mạng thì dễ gì đã thuyết phục được người ta. Xem ý ông bà nội thì lại thuận tình cho vợ chồng Khôi Phúc đi. Một phần là muốn gửi gắm ở nơi tôi để con cái phục vụ cho được cách mạng. Phần khác cũng vì ông bà có cậu con trai, cậu Đinh Thế Việt đang học trường sĩ quan Thủ Đức. Vợ chồng Khôi Phúc vào thì ở trong ấy có chị có em đủ bọc, bảo ban nhau nó cũng đỡ đơn độc lẻ loi. Với ẩn ý của tôi thì khi biết ông bà nội có cậu con trai học trường sĩ quan Thủ Đức, tôi càng kết mối với việc thu xếp cho vợ chồng Khôi vào trong ấy. Chính ông nội cũng hứa nếu thuận tiện, ông sẽ viết thư dặn dò cậu con trai ở trong đó và giới thiệu tôi với danh nghĩa như một người thân trong nhà, thay mặt gia đình giúp đỡ dìu dắt cậu ấy. Tôi nhận thấy cơ sở này có chiều hướng phát triển rất thuận lợi. Hôm nay tôi quyết định quay lại nhà ông bà nội ở Triệu Việt Vương để tìm hiểu thái độ cô Khôi. Hôm qua đến đây chưa gặp được nên chị em chưa kịp trò chuyện. Vừa vào trong nhà, chưa kịp nói câu nào thì cô Khôi đã hớn hở đem những cái áo cũ mới may ra khoe. Chị có giúp em xem mấy cái áo này đã hợp thời trang với ngoài kháng chiến của ta chưa nào? Gặp anh chị em ngoài kháng chiến về mà nhìn cứ quần là áo lượt thì dễ bị hiểu lầm. Mà em thì chị biết đấy, vốn dĩ vẫn không ưa gì cái kiểu cách tiểu tư sản đâu. Chẳng qua vì ở trong này người ta chuộng hình thức. Tôi chăm chú nhìn những chiếc áo cũ mà lòng thì phân vân quá. Cô ấy chuẩn bị ở lại đón chính phủ mình về chú đáo đến như thế này mà bây giờ lại phải sửa soạn ra đi thì gay cấn vô cùng. Nhưng chẳng lẽ bó tay sao? Tôi sẽ cố sẽ sảng nói, được đấy, nhưng mà hãy cất nó đi, công việc chưa phải là đã xong đâu, bây giờ tổ chức cần người đi kia. Em chẳng đi đâu cả, hòa bình rồi lại đâm đầu vào chốn hang hồ mổ quỷ làm gì cho nó khổ, thì cô cứ để chị nói đã nào. Tôi liền kể lại những kỷ niệm về ngày khởi nghĩa cướp chính quyền ở quê nhà, rồi những năm tháng cậu Phúc chồng cô ấy còn ở Xuân Trường lăn lộn với phong trào kháng chiến ra sao. Tôi cứ giữ cho giọng mình thật tình cảm, không để cô ấy cảm thấy bị dồn ép. Chú ấy với chị dù sao cũng là đồng chí ở trong một đảng bộ, nên chị rất chân thành mong muốn là có cách nào để chú ấy tiếp tục hoạt động trở lại. Hoạt động thì ở đâu cũng là một hoạt động cả, nhưng nếu ở ngoài này thì dù có làm việc tích cực bao nhiêu vẫn không xóa hết ngay được ấn tượng của mọi người về những ngày mình vào thành. Bây giờ vào trong kia cũng có nghĩa là mình đi làm việc cho cách mạng, mình bắt đầu một cuộc chiến đấu mới. Sau này thực tế lịch sử sẽ chứng minh cho mình phải có phải hơn không. Đúng là đi thì gian nan vất vả đấy, nhưng có gian nan vất vả thì đem lại cái vinh dự cho mình. Và lại còn cậu Việt ở trong đấy, ông bà cũng muốn vợ chồng cô vào cho nó có chị có em, để khi sóng gió bất kỳ đỡ lẻ loi đơn độc. Có nhà em với cậu Việt chú em thì làm được cái gì hả chị? Địch xảo quyệt lắm. Mình có đi cả gia đình thì mới làm cho nó tin là mình hoàn toàn hết lòng vì nó. Mà rồi sau này cô cũng có việc của cô chứ. Cô Khôi nghe đến đây ra vẻ đắm chiêu suy nghĩ, cứ cúi đầu nhìn xuống nhưng kẽ gụ tay vân vê các đường chỉ viền gấu áo, một lát mới ngước lên nhìn tôi rụt rè nói, chị có đi thì em mới đi. Tôi đi chứ, tôi phải đi chứ, tôi đi cùng với cô chú mà. Chị Khôi cầm lấy tay tôi, chị đi với chúng em. Nói cho đúng ra là cô chú ấy đi với mình, tôi nghĩ thế nhưng không tiện nói. Quay ra bản công việc vào đấy làm ăn buôn bán ra sao,
Hai chị em chuyện trò gần một tiếng đồng hồ, xem vẻ đã thâm đầu ý hợp, tôi mới dặn dò cụ thể. Cô nói với chú ấy là nếu làm bạn kê khai những người sống chung trong gia đình thì khai tôi là chị dâu nhé. Cô nhớ để khỏi phải ghi ra giấy. Tôi khẽ rỉ tai Khôi. Chị dâu tên là Trần Thị Mỹ, chồng chết không có con, di cư cùng với em chồng. Chợt nhớ đến gia đình cậu Tuất, cậu em họ bán cà phê ở gần nhà băng Đông Dương, có cậu em trai là Đinh Văn Đoan, nhà có bằng diploma học được nghề kế toán, đánh bánh chữ cũng giỏi. Cậu này đẹp trai, tiếng nói nhẹ nhàng như con gái, rất dễ có cảm tình với mọi người. Dù chỉ tiếp xúc lần đầu, hồi khởi nghĩa ở quê nhà, Đinh Văn Đoan đã ở trong đội thiếu nhi cứu quốc, người anh trai thứ hai vẫn là đảng viên, đang trụ lại địa phương, lãnh đạo phong trào. Còn cậu Tuất tuy ở trong nội thành làm ăn sinh sống nhưng vẫn một lòng ủng hộ kháng chiến, là cơ sở của biệt động thành, lại cũng đã giúp đỡ tôi nhiều việc có kết quả. Sống trong một gia đình như vậy, Đinh Văn Đoan nhất định có chịu ảnh hưởng và không thể không trở thành một người có ích cho cách mạng nếu như được giao việc. Đối với Đinh Văn Đoan, tôi có ý định đi nước cờ, tính trước nhiều nước và lại cũng cần phải có nhiều cơ sở tiếp nối nhau đi, chuẩn bị về lâu dài, mất cơ sở này còn cơ sở khác. Nước cờ, tính trước nhiều nước là như thế này, có một người ở đệ tam quân khu, đóng lon thiếu úy tên là Đinh Văn Sao, làm sĩ quan tùy tùng cho đại tá Nguyễn Văn Vận. Nó cùng họ với tôi lại có mối quan hệ ơn nghĩa từ lâu đời. Xếp ngôi thứ trong họ thì phải gọi tôi bằng cô. Đã có lần Đinh Văn Sao mời tôi vào chỗ nó đóng quân, thấy thằng này được lão đại tá Nguyễn Văn Vận tin cậy, và trong các sĩ quan ở địa tam quân khu, từ đại úy đến thiếu tá đều có vẻ nể Sao. Trông thấy nó, đứa nào cũng chào đón niềm nở. Chả vậy mà ở đó người ta còn kháo nhau Nhất Vận nhì Sao. Tôi biết Sao làm sĩ quan tùy tùng cho thằng Vận từ năm 1937, đã qua Pháp, theo đi tất cả những nơi Vận đã từng đi. Chính vì thế nó không hiểu gì về cách mạng. Tôi không hy vọng nó giúp đỡ cách mạng, nhưng thấy có thể sử dụng uy tín của nó cho nước cờ. Đinh Văn Đoan với trình độ của Đoan, nếu vào được trong đệ tam quân khu thì chắc chắn sẽ có ngày hắn lên cắp cặp cho đại tá Nguyễn Văn Vận. Nghe tôi trình bày việc xin Đinh Văn Đoan đi công tác, ông Bố Đoan tỏ vẻ lo lắng, không biết em nó đi làm sao, làm có được việc gì hay không. Cậu Tuất lại rất sốt sắng. Con nghĩ nếu chú Đoan đi với người khác thì cũng không dám chắc là tình hình có thể thuận buồm xuôi gió. Nhưng em nó đi với chị Vân thì con thấy không phải lo ngại gì nữa. Thôi thì mọi chuyện tốt xấu của nó là ở chị. Ông cụ bảo tôi thế. Thực tình tôi cũng không muốn để em nó đi đâu. Nhưng yêu cầu của chị cũng tức là yêu cầu của kháng chiến. Chẳng lẽ tôi lại giữ. Vừa lúc Đinh Văn Đoan về, tôi liền hỏi với cậu ta. Cậu Đoan này, tôi vừa thưa với ông và bàn bạc với cậu Mợ Tuất là cậu ở ngoài này cũng hoạt động. Vậy nay mai tôi có nhiệm vụ vào Nam, tôi muốn cậu cùng đi. Thế thì tuyệt, em chỉ mong được làm một việc gì chứ sống thế này chán lắm. Nhưng chị bảo đi thì đi như thế nào? Trước hết cậu phải có một nghề nghiệp hợp pháp. Làm thế nào em không hiểu. Từ nay cậu phải bám thằng Sao, phải tìm mọi cách vào làm việc trong đệ tam quân khu. Trời, đi lính ấy hả? Em chịu thôi. Phải như thế cậu ạ. Đó là cái vỏ ở ngoài thôi, chủ yếu là lòng mình. Cái đầu của mình không thuộc về nó. Đoan tần ngần, hai mắt nhìn ra nơi xa xăm, vẻ suy tưởng. Một lát cậu ta gật gù. Em hiểu rồi. Như thế là phải rồi, em cũng thích hoạt động như thế. Tôi quay lại bàn với ông Vũ Đoan. Hễ thằng Sao ra đây, ông cứ nói là tôi yếu rồi, em nó ở lại với chính phủ cụ Hồ cũng được. Nhưng hiểm một nỗi, nó không quen lao động. Ở lại không lao động thì không có ăn. Anh giúp đỡ đưa em nó đi, cho nó được vào làm việc gần anh thì là nhất. Nếu không anh lo cho em nó một công việc gì ở trong ấy, đỡ chân lấm tay bùn. Những năm sau trở lại nhà cậu Tuất, thật không ngờ cái nước cờ mình tính toán lại thuận chiều như vậy. Đinh Văn Đoan đã được thằng Sao nhận vào làm việc ở đệ tam quân khu. Vì là người nhà thân quen của thiếu úy Đinh Văn Sao, lại có văn hóa, biết sử dụng máy chữ, thành thạo công việc kế toán, nên Đoan được nhận luôn chức cai xếp và được làm việc ngay trong văn phòng của đại tá Nguyễn Văn Vận. Lại nói, sau hôm bàn bạc công việc với gia đình cậu Tuất, tôi còn tìm đến nhà cô Oanh, Phu Hàng Bụt. Cô gái có chồng tên là Hoa làm việc trong phòng tổng động viên cơ quan trực thuộc cao ủy Pháp tại Đông Dương.
Tôi hy vọng sẽ thuyết phục được vợ chồng cô ấy cùng đi, nhưng không kết quả. Cả hai vợ chồng được dứt khoát từ chối với lý do là không chịu đựng được khó khăn phức tạp trong nhiệm vụ. Trên đường về nhà, tôi đang nhẩm tính các cơ sở có thể tin cậy. Khi vào trong kia, phân tích từng khả năng khác nhau của vợ chồng cô Khôi với vợ chồng cô Phú, rồi triển vọng của Đoan, thì tình cờ gặp cô Lai, người bạn cùng quê. Cô ta mừng rỡ kéo lôi tôi về nhà, rồi tiêu tiết nói: May quá, gặp được chị thì không còn phải băn khoăn nữa rồi. Em muốn hỏi chị một việc này, không biết nên như thế nào, không biết nhờ ai được, chẳng biết định liệu ra sao. Chị mà bày vẽ cho được thì thật là phúc cho vợ chồng em. Tôi bật cười ngắt lời Lai: Có việc gì mà nói vòng vo mãi thế hả bà? Chả nói giấu gì chị, nhà em bị động viên, nhưng nhờ người quen nên anh ấy xin được chân gác cổng. Chị bảo chẳng nhẽ lại cầm súng bắn lại anh em mình. Thôi thì cái chân gác cổng nó chẳng vẻ vang gì, nhưng tránh được mũi tên hòn đạn mà lại không mang tiếng là nhúng tay vào tội ác. Bây giờ họ lại chuyển nhà em vào tiếp tận trong Nam Kỳ. Em muốn hỏi chị xem có cách nào kéo được nhà em ra ngoài này, ở luôn ngoài này với chính phủ mình thôi. Tôi thầm nghĩ, cuộc gặp gỡ tình cờ này có khi lại đem đến cho mình điều may mắn cũng nên. Tôi lần nhớ lại anh Lý gác cổng này mà khi còn ở địa phương tôi đã biết được một phần. Cậu ta sống ở thành phố nhưng rất nghèo. Trước đây có thời gian hoạt động trong đội biệt động. Sau khi bị bắt lính, cậu ấy chuyển sang liên lạc với cơ quan địch vận của thành Hà Nội đôi ba lần, song chưa đem lại kết quả gì. Như vậy thì Lai có thể trở thành một cơ sở tốt nếu được hướng dẫn. Giả dụ sau này nếu không khai thác được tin tức ở cậu ta thì cũng vẫn có thể lấy gia đình này làm cơ sở đi về. Tôi liền nói với cô Lai: Hay là cô cho hai cháu vào luôn ở với chú ấy. Chết, chị lại khuyên em vậy á? Ai lại vào chúng ấy để mang tiếng là chỉ bám theo chồng, không biết gì là nhục là vinh. Bà mẹ chồng cô Lai còn tỏ vẻ ái ngại hơn: Bác có cách gì kéo em nó ra, chứ bây giờ chính phủ mình về đến nơi rồi mà lại bỏ đi thì còn mặt mũi nào. Đã mang tiếng có người đi lính cho Tây, bây giờ lại kéo cả bầu đoàn thê tử đi theo nó nữa thì rõ ràng là việt gian chính cống rồi còn gì. Thanh minh làm sao được nữa, kéo ra thì khó. Tôi tử tốn trả lời: Hay là cụ vào đã, rồi sau này sẽ tìm cách liên lạc với các anh ở trong đó, rút ra cả chiến khu, chứ ngồi ngoài này thì vô phương kế. Cô Lai nhìn tôi vẻ như còn rất băn khoăn, không biết rồi sẽ thế nào. Thôi thì em cứ nghe chị, miễn sao sau này không mang tiếng là phản phúc. Vậy cô với bà cứ bàn kỹ đi, chuyện đi hay ở lại ngoài này cũng không phải là không hề trọng đâu. Có điều vì tình nghĩa, vì công việc mà đi thì sao lại gọi là phản phúc được. Mấy hôm nữa tôi trở lại, ta sẽ bàn bạc thêm. Nếu cô quyết định đi thì viết thư vào trong cho chú ấy, nhắn rằng nếu đồng ý thì chuẩn bị mua lấy căn nhà để khi đưa gia vị đình vào đỡ lung túng. Vâng, em sẽ viết ngay. Một tuần sau tôi đến, thấy cô Lai tươi cười đon đả thì biết ngay là mọi chuyện đã xong xuôi. Cô ấy nói rằng bà mẹ đã đồng ý, thư viết hỏi ý chồng cũng đã có trả lời. Nhà em báo tin là đã mua nhà. Mua nhà hơi khó là vì người di cư vào nhiều, gia đình nào cũng cần chỗ ở. Họ mua dữ lắm, giá cứ lên vụt vụt. Nhưng bố nó bảo là em cứ vào, nhất định sẽ mua được nhà. Thế thì yên tâm rồi. Bây giờ cô cho tôi một tấm ảnh của chú ấy. Cô Lai hối hả tìm chọn một tấm ảnh đưa cho tôi, vẻ rất xúc động. Tấm ảnh này nhà em mới chụp dạo đầu năm đây. Nói thật với chị, em cũng muốn làm sao vợ chồng được gần nhau. Lúc bình yên khỏe mạnh đã đành, còn khi hoạn nạn, tắt lửa tối đèn có nhau. Thôi thì mọi việc trông cậy vào chị. Sau này chị biết cho, vợ chồng em không phải là giống người ăn ở hai lòng. Tôi lựa lời căn dặn: Cô cứ yên tâm, cho các cháu vào đi. Đến nơi thì viết thư ra ngay báo tin cho tôi biết. Nếu chú ấy tỏ ra không thuận tình tham gia hoạt động thì trong thư viết gia đình em hồi này lục đục lắm, chồng chẳng vợ chuộc, không ra sao. Còn nếu chú ấy vui vẻ thì viết nhà em gửi lời hỏi thăm bác. Hà Nội mỗi ngày thêm náo động hơn, đó là đối với bọn địch. Còn nhân dân thì dường như nhà nào cũng đang mong đợi ngày không xa chính phủ sẽ trở về. Mấy đêm liền tôi nghĩ, tôi không tài nào ngủ yên giấc. Một phần vì không khí của Hà Nội đang tới gần ngày giải phóng, phần khác vì phải lo toan sắp xếp công việc, chuẩn bị cho các cơ sở lên đường. Có ai ra đi mà không lưu luyến. Nghe cô Phú thuật lại hôm về gặp bà cụ thật là cảm động.
anh trai. Em thì bảo, cô không đủ khả năng làm việc đó đâu. Cô đi, anh không yên tâm chút nào. Rồi tù đầy, làm sao mà cô chịu đựng được. Cần tìm cách lôi chú ấy ra thôi. Nhưng mẹ em lại bảo, tùy con đi về việc nước. Mẹ không giữ đâu. Mẹ cho lạng cao và ít mật gấu đây. Khi nào bị đánh đập thì con có thứ mà dùng. Một người mẹ đáng kính trọng biết bao. Có được người mẹ như vậy thì những đứa con không thể hèn kém được. Dù là gái hay trai, nghe cô ấy kể tôi lại càng thêm nhớ mẹ tôi. Bởi thế mà cứ trằn trọc năm canh, một ngày nào đó mình cũng sẽ xa Hà Nội. Hết chương 2, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.